Dạ con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, nếu có một lúc nào đó tinh thần của con bị chán nản trong công việc hoặc cuộc sống thì con nên làm gì ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà tinh thần mình bị chán nản thì mình hãy thực hành những cái pháp khiến cho mình phấn chấn lên. Thì những cái pháp mà khiến cho mình hoan hỷ, tăng trưởng cái hoan hỷ lên, ví dụ mình đang buồn phiền chán nản ấy thì mình niệm ân Đức Phật là nó sẽ nhanh hoan hỷ nhất. Nhưng mình phải hiểu sâu về các ân Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện tuệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự, trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thế mình niệm tưởng niệm đến ân Đức Phật, mình hoan hỷ với ân Đức Phật thì cái chán nản nó cũng tiêu đi. Hoặc là mình tưởng niệm đến giới, mình hãy thọ bát quan trai giới hay ngũ giới. Sau đó mình hãy thực hành thiền niệm giới, quả thật các giới ta đang thọ trì không bị đứt, không bị nùng, không bị ô nhiễm, không bị vụn nát, và cứ niệm niệm như thế, cái hoan hỷ vì cái giới trong sạch của mình nó sẽ tăng lên, nếu người đó là cái người hiểu về lợi ích của việc giữ giới. Hoặc là một cái người đó hãy niệm về sự bố thí, tức là mình hãy làm cái việc bố thí cúng dường đến ai đó, cái việc thiện đó, sau đó mình tưởng niệm đến cái hạnh bố thí đó, là quả thật thế gian này có nhiều cái bỏn sẻn than tham, ta sống không bỏn sẻn than tham, ta bố thí với tâm rộng mở, với cái bàn tay rộng mở, với cái tâm hoan hỷ, với cái sự mong cầu có người đến xin. Cứ tưởng tưởng niệm như thế, mình hoan hỷ với những cái thiện nghiệp, với những cái pháp bố thí đó, thì lúc đấy những cái tâm hoan hỷ nó sẽ khơi dậy và mình thấy cuộc đời nó có ý nghĩa. Khi mà một cái người thấy cuộc đời vô nghĩa vì người ta không làm những cái việc có nghĩa, có lợi ích, không có lý tưởng, không có lý trí, người đấy sẽ trở nên buồn phiền chán nản, bất mãn cuộc đời. Vậy thì cái người đấy cần phải làm cái gì đó để mình có những cái hy vọng về cái hạnh phúc, về cái an vui lâu dài ở tương lai, thì đó là mình hãy thực hành những cái thiện pháp nào đó như niệm Phật, hay là niệm giới, hay là niệm về bố thí, nó sẽ làm cho mình phấn chấn lên, mình sẽ hết cái chán nản nó đi.